Đúng rồi, xong bắt đầu xào. Khoai thì xào thì cho hành đúng không? Ừ, tất cả đều cho hành nhé. Cái này thì cũng cho hành xào. Cái đồ này nó tan lên thì cho hành xào nó sơn. Xào không là ấy là gì? Xào không là đến lúc mới xay thì xào xong, nhưng mà thường thường cái loại này thì xay hoặc băm. Ừ. Nhiều thì em xay, còn ít thì em băm. Xong em cho thịt hộp xay vào thì nó mới ngậy. À, cho thịt hộp. Ừ. Thịt hộp nhờ, em mua thịt hộp miếng ấy. Bắt đầu ở đây em làm luôn. Miếng em mua về xong em xay. Thì em đi ăn em cứ thấy người ta làm cua ấy, thấy nó đặc đặc em cứ hỏi tò mò hỏi kỹ là sao đặc như thế này. Có người thì người ta cho